Lê ba 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 ya ca ca ba ya. xin kính chào các bạn vị và mình vừa đi ở Hanolu quay về và hôm nay thì mình đã quay trở lại các bạn để làm những video chứ không phải là những cái mà mình làm trước khi đi nữa. Tại nên kêu lười edit vãi. Và chúng ta sẽ cùng nói về việc sạc dự phòng à, mà đặc biệt lại là có tính năng sạc không dây thì có thực sự cần thiết không hay là chỉ làm màu để bán cho giá đắt hơn. Thế đợt rồi mình đi Hà Quay. Sau đó bắt đầu là chèn lại cái cảnh mà đã quay ở Hà Quay xin chào anh em mình đã đến Hawaii rồi và các bạn nhìn phía sau này đó Hawaii ở uh, uh, phía sau nó cháy mất rồi nhưng mà các bạn nhìn đi bầu trời các thứ nó rất là đẹp và tuyệt vời đúng không ạ mình sẽ có rất nhiều video nói về Hawaii nhưng mà đầu tiên đó là thì đã hết pin rồi và thì mình mất 20 tiếng đồng hồ trên máy bay và các kiểu di chuyển các thứ nên mà hết pin và trong video trước khi đi thì mình có nói mình có mang hai cục sạc dự phòng không dây đến từ 7S thì uh, có giá trị từ tầm khoảng 700 nghìn, 800 nghìn cho đến hơn 1 triệu đồng Và nếu các bạn mua sạc dự phòng tại 7S bây giờ thì có cơ hội bốc thăm trúng thưởng trúng cả xe điện của VinFast Và còn rất nhiều cái quà tặng khác nữa Mua có 1 triệu mà trúng được ba mươi mấy triệu thì đó đừng hỏi luôn đấy Và hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm xem là sạc dự phòng không dây thì nó sẽ như nào Các bạn thấy đây, đây Cái cục sạc của mình là có chuẩn Quick Charge 3 Và các bạn thấy cái logo mà cũng hên à, đúng cái lúc mà mình đang đi cái sự kiện của Quan Con À, năm nay không biết có liệu có cục sạc và cũng như là công nghệ sạc nhanh mới hay không Và các bạn thấy là nó sẽ có sạc không dây là chuẩn chi Chuẩn chi này là bây giờ phổ biến tức nghĩa là máy nào đại đa số đều sạc qua cái này Và đây cũng là một cái sạc không dây Và mình sẽ đo cái thời gian sạc Hiện tại con iPhone XS Max mà mình đang quay video này thì là 20% pin Và bây giờ là 15 giờ 33 Chúng ta sẽ thử xem khi mà mình ngủ dậy nó sẽ được bao nhiêu phần trăm nhé Mình sẽ sạc với cái cục này trước Đây là cục sạc dự phòng chính hãng của Selfonet là 10.000 giờ Quay trở lại với vấn đề chính thì cái sạc dự phòng này với xe VinFast có đặc điểm chung dùng để điện Tại sao lại nói về cái chuyện đấy nhỉ? Mình lại lạc đề quá rồi, ta sẽ nói về cái việc là hiệu quả ra sao Thì mình đã sử dụng sạc cho chiếc iPhone XS Max và mình đã có test thực tế để mà ta trải nghiệm Hai cục dự phòng của LG thì có điểm khác biệt Đó là một cục sẽ có quick charge 3.0 và sẽ có khả năng sạc không dây là đến tới 10W một cục chỉ có đó là sạc không dây là 5W và có nguồn của nó sạc sẽ là 3A mà thôi chứ không đạt được tiêu chuẩn đó là quy Charge 3.0 và mình thử trên cái cục 5W của chúng ta hôm đó mình test là từ lúc 15 h 33 phút sạc từ 19% thì đến 18 h 27 phút lên được khoảng 89% như thế là trong tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ thì nó đã lên được cho chúng ta là 89 từ 19 Oh, lên được 70% thưa các bạn Và khi mà mình thử nghiệm một thời gian thì à, mình thấy rằng là nó sạc được rơi vào tầm khoảng gần 3 lần đầy của cái chiếc iPhone XS Max Và xem nào, iPhone XS Max của chúng ta thì có dung lượng pin sẽ là 3174mAh Và với cái việc gần 3 lần đầy là hoàn toàn hợp lý với dung lượng pin của nó là 10.000 Bởi vì cái cục pin 10.000 thì sẽ không đầy được 10.000 Mà nó chỉ đạt được một mức hiệu suất bao nhiêu phần trăm đấy thôi Cho thấy là nó hoạt động ok Nhưng mà thời gian sạc với 3 tiếng đồng hồ mà chỉ được có khoảng 70% Như vậy đây không phải là con số lớn tính ra ngay cả việc các bạn dùng chiếc smartphone Android như mình dùng trước Pixel 3 XL thì với cái cục sạc này của mình có công nghệ Quick Charge 3.0 thì mình sẽ sử dụng sạc nó rất là nhanh, thời gian rút gọn đi rất là nhiều và khi mà mình sạc không dây, kể cả với là 10W thì thời gian của nó vẫn lâu hơn nhiều. Có thể nói rằng là sạc không dây thì không nhanh so với lại cái sạc có dây của chúng ta. Vậy thì cái công dụng của nó là gì? Thì công dụng nó bắt đầu xuất hiện như sau điểm đầu tiên là hôm mà mình ra sân bay thì cái điện thoại của mình hết pin nhưng mà mình lại đang xem phim các bạn thấy là mình bay một chuyến bay liên tục rơi vào tầm khoảng 12 tiếng và 12 tiếng vậy thì lúc đó có một cái vấn đề là mình có 10 bộ phim ở đây xem mà với những chiếc điện thoại của chúng ta bây giờ không còn ra cắm tai nghe 3,5 mình phải cắm trực tiếp vào cổng sạc để mà mình nghe tai nghe và lúc đó điện thoại hết pin thì làm gì không thể rút tai nghe ra để mà cắm sạc được thì mình thấy đây là lúc công dụng của sạc không dây thể hiện và mình có thể là vừa sạc không dây và vừa xem phim và với cái sạc không dây này mình có thể cầm trên tay và lúc đó thì mình cứ thế mà xem mà thôi thì chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc thì cái điều quan trọng đối với sạc không dây nữa chính là cái việc là cái kích thước cũng như cái độ dày thì cả hai sản phẩm sạc không dây này có độ dày là 18 mm và khối lượng là 280 g. Vì vậy nên các bạn có thể thoải mái cầm trên tay, các bạn có thể xem phim có thứ cũng được không thành vấn đề. Và bên cạnh đấy nữa thì cái sạc không dây có tiện lợi đó là khi mà các bạn cần có cuộc gọi tin nhắn thì các bạn thể cầm lên và cầm lên tay gõ cũng được. Nó khác so với lại cái đế sạc không dây bởi vì đế sạc không dây mỗi khi cuộc gọi tin nhắn là phải nhấc ra sau đó để lại lại sạc rất là phiền nhưng mà sạc không dây ta thể cầm theo luôn cũng được. Thì nên nó là một sản phẩm hướng đến những người thường xuyên di chuyển như đi máy bay đi ra sân bay nhiều thì sạc không dây này trở nên tiện lợi hơn còn nếu mà cái việc mà để sử dụng sạc không dây đơn thuần thì mình không thích cho lắm mà mình chỉ thích là sạc một cách truyền thống bởi vì các bạn thấy là khi mà mình cần mình có thể lấy cái này cắm sạc thì nó sẽ nhanh hơn và cũng như là thoải mái hơn bởi vậy nên Charger thì cục sạc có tích hợp như là vừa có cổng micro USB có cổng Type C và hai cổng USB uh, A để các bạn có thể thoải mái sạc được cho điện thoại của mình Tóm gọn lại là sau khi trải nghiệm mình thấy sạc không dây rất là cần thiết với những người có nhu cầu di chuyển nhiều như mình và khi mà điện thoại bỏ đi ra cắm thì nghe 35 mm mới thấy rất cần cần kíp. Nên về với hôm đó thì AirPods của mình cũng đã hết pin nên mình không thể kết nối Bluetooth được nên sạc không dây là sự lựa chọn duy nhất. Và nếu các bạn bỏ tiền ra mua thì để lựa chọn những chiếc uh, sạc không dây lên tới 10W thì sẽ phù hợp với những sản phẩm cao cấp như là con Mate 20 Pro. Còn không trung mình cứ chỉ cần mua cái 5W này thì tầm khoảng 700 000 tại sao là ok. Và các bạn cần những máy Android thì có thêm Quick Charge 3.0 để sạc cho nó nhanh. Và hy vọng qua video lần này các bạn đã hiểu hơn về sạc không dây và sạc dự phòng Còn một kinh nghiệm nữa là nếu mà mua sạc dự phòng để mang đi nước ngoài Thì nên lựa chọn nhiều cục sạc với những dung lượng 10.000-20.000 Tránh mua những cục khoảng 40-50.000 Bởi vì ở sân bay nó sẽ có giới hạn và trong trường hợp đó nó phải kiểm tra lần trước đi Trung Quốc tú phò tí nữa bị bắt vì mang cái cục đó 40 000 nào. 30 000 nhưng oát giờ của nó quá cao là hơn 100 và họ phải giữ lại, họ kiểm tra xong họ phải viết một cái tờ giấy họ bắt đầu mới cho đi qua. Nên các bạn nên tốt nhất cứ mang cục 10 000 đến 20 000 là được. Các bạn đừng quên truy cập vào link mô tả bên dưới có cơ hội trúng xe VinFast lao ra đường để cô gái đặc biệt với trời lạnh như này thì đi xe VinFast nó cũng giống như đi xe máy vậy. Và nhất là còn có ngày hội sale đẫm máu với mức giá cực kỳ sốc cho mọi sản phẩm về phụ kiện cũng như smartphone. Và các bạn đừng quên À, bấm vào link mô tả để tham khảo thêm Hẹn anh em trong các video lần sau Vậy nên gọi là xe máy điện mà